để kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2023. Ngày 25 tháng 5, Ban dân vận huyện ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Tham gia hội nghị tập huấn có 300 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và công an huyện truyền đạt chuyên đề về công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng nông thôn mới, chuyên đề về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua tập huấn nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa công tác vận động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023.